Có một bạn hỏi thăm tình hình Anh Quốc lái xe Uber ở bên đó, công việc nó như thế nào. Thì ở bên Mỹ nó có 50 tiểu bang, tùy theo cái tiểu bang, mỗi một cái tiểu bang á là họ có một cái sự hỗ trợ riêng, với có một cái nền kinh tế riêng. Chẳng hạn như thường thường á, người Mỹ á, mấy cái nước ở trên thế giới đó, người ta nói người ta hay đổ thừa vô cái chính phủ. Nhưng mà ở bên Mỹ á, nếu mà mình sống ở trong cái tiểu bang á, là mình không có đổ thừa vô cái chính phủ, mình không có được quyền nói. Thí dụ mình nói ví dụ gì đi, ví dụ như bây giờ mình đang ở nhà nè, mình chán, mình quán xá đồ họ đóng hết. Thì thường thường á, ở những cái nước mấy cái quốc gia khác á, thì người ta, cái người dân người ta không thích, thì người ta dùng cái chữ ô chính phủ nó bắt tôi ở nhà, nó không cho tôi đi ra đường, không cho tôi làm cái này cái kia. Nhưng mà ở bên Mỹ á, các bạn không có để dùng cái chữ chính phủ được, mà các bạn phải nói là cái tiểu bang của tôi, cái chính phủ ở cái tiểu bang của tôi nó không cho tôi làm như vậy. Các bạn hiểu không? Tại vì nếu mà dùng cái chính phủ nó không đúng, tại vì hiện bây giờ đó là ở bên những cái tiểu bang như là Las Vegas nè, mấy cái tiểu bang Georgia, mấy cái tiểu Florida, có nhiều cái tiểu bang người ta đòi mở cửa kinh tế. Người ta hiện bây giờ đó là ở dưới cái tiểu bang Georgia đó là người ta nới lỏng. Cái tiểu bang Georgia đó là người ta được đi, bây giờ người ta được đi cắt tóc, người ta được làm móng tay, được làm mà được đi ăn nhà hàng đồ đại khái gì đó. Nhưng mà ở bên chỗ của mình ở bên Boston đó thì không có được những cái thứ đó, hiện bây giờ họ còn đang đóng cửa. Tóc của mình ra dài đó, thì mình nhờ bà xã của mình, bà lấy cái tông đơ bà cắt giùm. Hiện bây giờ cái tiểu bang của mình nó cắt tóc không được. Quán cà phê đó, thì phải lái xe. Hiện bây giờ là mình đang lái xe mua cà phê uống. Bên đây là đang, bây giờ là đang 8 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2020, sáng thứ Bảy. Đó thì đại khái mình nói đơn giản như vậy. Ở bên Mỹ á, các bạn không có được dùng cái chữ chính phủ là như vậy. Hiện bây giờ là ở chính phủ á, mỗi từng cái tiểu bang nó bắt dân ở nhà, nó bắt dân ở nhà, hay là nó đóng cửa cái này cái kia. Thì mình không có thể mình nói, ôi mấy bữa nay tôi, mấy tháng nay tôi ở nhà tôi chán quá, chính phủ Mỹ không cho tôi làm cái này cái kia. Không có dùng cái chính phủ Mỹ được. Ở bên Mỹ là 50 quốc gia. Nếu mà mình nói đúng ra đó, mình phải nói là tiểu bang của tôi nó không có cho tôi đi ra đường, nó không có cho tôi đi ăn nhà hàng, nó không cho tôi đi làm này. Mình phải dùng là cái tiểu bang của tôi, đó là người, ở đây mình nói là người Mỹ, khi mà họ phàn nàn, họ họ không có thích, họ bức xúc một cái điều gì đó, họ không được quyền dùng cái chữ chính phủ đó. Thì từng vừa rồi đó, ông tổng thống Donald Trump ổng cự nữ với cái ông thống đốc ở bên cái bang Georgia. Cái bang Georgia nó nằm bên cạnh cái bang Florida. Ông tổng thống Donald Trump ổng phàn nàn đó là tại vì cái ông thống đốc ở bên Georgia đó, hiện bây giờ là ổng cho người ta đi làm tóc, làm nail, cho người ta đi ăn nhà hàng, gọi là nới lỏng đó. Cho nên trả lời cái câu hỏi mà cái bạn này đặt câu hỏi cho mình, nó hỏi anh làm Uber ở bên Mỹ nó có bình thường hay không, thì cái trả lời là tùy theo cái tiểu bang. Hiện tại cái tiểu bang của mình á, thì từng vừa rồi đó thì Uber họ hạn chế. Nói chung là những cái tiểu bang nào mà nó bị nặng á, thì Uber nó sẽ hạn chế. Thì trong cái tiểu bang của mình là nằm trong cái dạng bị nặng, cho nên Uber nó hạn chế tài xế, là nó khóa cái tài khoản lại. Có nghĩa là Uber nó không có ngừng hoạt động hoàn toàn trên nước Mỹ, mà nó khóa từng tiểu bang. Tiểu bang nào nó khóa thì nó khóa. Yes, can I have a medium ice regular? Yes, and a wake up wrap, bacon, eggs and cheese. Egg and cheese?
Yes. Yes, please. Okay. And a hash brown. One hash brown. You got it. You're totally 608 on drive out. Thank you. You're welcome. Mình dừng để mình mua cà phê với đồ ăn sáng. Đó thì cái câu hỏi mà bạn hỏi mình, anh Quốc chạy xe Uber ở bên Mỹ, nó như thế nào, thì cái tiểu bang của mình tuần vừa rồi đó thì Uber nó hạn chế, nó không có cấm hết tài xế, nhưng mà nó hạn chế một số tài xế. Thì nói về cái sự mà hỗ trợ bên Mỹ đó thì tùy theo cái tiểu bang. Còn mà cái tiểu bang Boston của mình á, thì dân chúng rất là sướng, tại vì ở bên Boston nó có cái đời sống cao. Những cái tiểu bang mà nó có cái đời sống cao như California nè, Washington, Seattle, New York, New Jersey, Boston, những cái tiểu bang mà nó có cái đời sống cao đó thì nó có cái ngân sách mạnh, cho nên cái tiểu bang của mình rất là sung sướng. Đó thì hiện bây giờ đó là mấy cái người mà làm móng tay, đồ làm nghề tự do đổ bên Boston ấy dưới bên Cali á, thì rất là thoải mái, được chính phủ hỗ trợ, cứ hỗ trợ hoài vậy đó, hỗ trợ chừng nào mà chính phủ nói bây giờ chính phủ cho hồi phục kinh tế, cho mọi người đi làm trở lại, thì đến lúc đó thì chính phủ nó mới không hỗ trợ. Ở bên Mỹ nó không có hỗ trợ như những cái nước châu Âu, là bên có một bạn nói với mình ở bên châu Âu đó là họ hỗ trợ, họ cho một lần giống như một gia đình vậy đó, họ gửi cho một lúc mấy chục ngàn euro đó, mấy chục ngàn đồng tiền euro đó, thì tiền Europe đó, rồi dùng mấy chục ngàn đó rồi tự xây sở. Là ở bên châu Âu họ trả họ hỗ trợ một lúc. Còn ở bên Mỹ á, bên Boston của mình á, với trại tất cả các tiểu bang á, là chính phủ hỗ trợ mỗi tuần đó, họ cứ họ hàng tuần vậy đó, là họ gửi tiền thẳng vô cái nhà băng của mình đó. Thì phần đông á, người Việt Nam của mình ở bên đây có cái tiền hỗ trợ rất là mạnh, đời sống rất là thoải mái. Để mình lấy ly cà phê. Huh? I said the car before you pay for your order. Every customer is passing it on, paying for the next customer. Do you want to pay for the next customer or not? Why is that? Why? Because they're being nice. That's why. Oh, no, I cannot. So do you want to pay for the next order? No. Yours is all paid for. You're all paid. Okay. How much did the last customer? The next customer is $5.54. Okay, I pay for, yeah, okay. Yeah. Thank you. Ô, bữa nay sao lạ quá ta, cái người. To keep the line going. Oh, so the other one already paid for me? Yes, the car before you paid for you. Wow, that's so nice. Yes. Thank you. Thank you. So. This is yours. Okay, so I pay you for. You just paid for the car behind you. Okay, thank I. You. All right. Okay. Thank you very much. Công nhận, ở bên Mỹ nhiều cái thấy nó lạ lùng. Đó thì thank you. Yes, thank you. Good morning. Can I help you? Wow, công nhận ở Mỹ, công nhận người Mỹ, công nhận họ tốt bụng quá các bạn ơi. Thì họ làm như vậy mọi người cũng đều tốt bụng lẫn nhau. Là mình vừa nói chuyện với cái bà tính tiền á, nó như thế này. Tới lúc mình trả tiền á là bà nói xin lỗi. Bà nói là mày khỏi trả tiền. Cái xe ở đằng trước của mày là đã trả tiền giùm cho mày rồi. Rồi bà hỏi mình vậy chứ mày muốn trả tiền cho cái người ở sau mình không? Thì lúc đầu mình giống như mình tưởng đâu, bà hỏi như vậy thì mình
mình trả cho cái người sau mình lỗ hơn. Thì cái tiền cà phê của mình á, 6 đồng mấy chục xu, cái người xe trước của mình đã trả cho mình rồi, mình được quyền mình không trả cho cái người sau đó. Nhưng mà tại vì mình là người châu Á đó các bạn, cho nên mình không có muốn kiểu như lợi dụng mà cái người kia trả cho mình rồi mình nói không, mình không trả cho. Thì hồi nãy đó mình có hỏi bà, nếu mà các bạn hiểu tiếng Anh đó, các bạn nghe, các bạn nào hiểu tiếng Anh đó, các bạn có thể nghe bà nói đó, là cái giá tiền của cái người sao xe của mình 5 đồng mấy xu. Thì 5 đồng mấy xu á, thì nó so ra nó bằng với cái tiền của mình là 6 đồng mấy xu. Có nghĩa là mình tiết kiệm được 1 đồng. Nhưng mà mình, bà hỏi mình á, mày có muốn trả cho cái xe ở đằng sau mình không? Rồi mình hỏi lại cái bà, mình hỏi lại bà đó, tao có được quyền là tao nói không không? Thì bà nói được, nếu mà mày không muốn trả cho cái người sau thì mình không trả. Nhưng mà mình là người châu Á các bạn, mình không có muốn giống như mất cái mặt á. Nếu mà mình lợi dụng, mình nói ô cái người trước trả cho mình rồi, bây giờ mình muốn ăn miễn phí, mình không trả cho cái người đằng xe đằng sau mình. Thì nếu mà mình đi như vậy đó thì cái lòng tự trọng của mình không có, là với lại cái người châu Á của mình đó, người ta đánh giá sai. Cho nên mình trả cho cái người đằng sau của mình 5 đồng mấy. Mà mình mới giật mình nói ô, cái người ở đằng trước của mình công nhận tốt bụng, thì cái người ở đằng trước mình trả cho mình. Đó thì mình sợ mình bị lỗ đó. Nhiều khi mình không hỏi trước á, thì mình nói ok tôi trả cho cái xe sau, thì nó lòi ra mấy chục đồng mình lỗ không sao. Nhưng mà bà nói cái xe sau của mày có 5 đồng mấy à. Đó thì ở bên Mỹ công nhận nó, cái văn hóa nó hay các bạn. Mới thì các bạn nào mà nghe tiếng Anh đó là các bạn hiểu, mình dịch y chang vậy đó. Có nghĩa là cái xe đằng trước nó trả cho mình 6 đồng mấy đô, 6 đồng mấy xu, mà mình được quyền mình ăn miễn phí, uống miễn phí các bạn, mình mua một ly cà phê với hai cái bánh các bạn. Đó thì trả lời cái câu hỏi về cái sự hỗ trợ đó. Nói cho cùng á thì liên bang á đã ký cho cái gói tài trợ giúp cho người Mỹ á, là mấy trăm triệu đô la vậy đó. Mấy trăm tỷ chứ, mấy trăm tỷ đô la. Đó thì liên bang á, là cho tất cả mọi công dân Mỹ á, mỗi một tuần lễ á, mỗi một đầu người á, là 600 đô bằng nhau trên nước Mỹ. Còn mà về cái tiền mà hỗ trợ của từng tiểu bang á, ít nhiều tùy theo cái ngân sách của từng cái tiểu bang. Những cái tiểu bang nào mà có đời sống vật chất cao á, thì được hỗ trợ nhiều. Nó dựa theo cái đồng lương của cái đời sống của cái tiểu bang đó. Đó thì những cái tiểu bang mà có cái đời sống thấp á, nhà cửa đồ thấp á, thì họ được hỗ trợ ở cái tiểu bang đó đó, họ hỗ trợ ít tiền. Cho nên có một số các bạn không có thể nào mà các bạn so sánh được, nói ơi anh Quốc ơi, anh ở tiểu bang của anh sao anh được 1.000 đô la một tuần, mà tôi ở bên Texas tôi được có 500 một tuần à. Các bạn phải hiểu á, là cái đời sống á, cái chi phí á, nó bằng nhau, cho nên không thể so sánh được. Bạn lấy 500 nhưng mà cái đời 500 đô la mỗi một tuần tiền thất nghiệp hỗ trợ của bên Texas, thì cái đời sống của các bạn ở bên đó nó thấp. Còn mình ở bên đây á, mình lãnh 1.000 đô một tuần á, thì cái đời sống chi phí ra nó cũng bằng như là các bạn ở bên những cái tiểu bang có cái đời sống thấp. Chẳng hạn như ở bên mình nè, với bên Cali nè, ở bên Boston mình với bên Cali nè, New York rồi nè, các bạn mua một cái căn nhà trung bình là khoảng 1 triệu đô la cho mỗi một căn nhà. Còn ở bên Texas đó, các bạn mua một căn nhà trung bình có 300.000 đô la. Cho nên các bạn không có thể nào các bạn nói ô tại sao bên tôi lãnh ít bên anh lãnh nhiều. Đó thì
nói đơn giản đó thì trả lời cái câu hỏi của các bạn mà hỏi mình được hỗ trợ gì không đó. Thì tiểu bang của mình đó là hỗ trợ thoải mái các bạn. Tiểu bang của mình hỗ trợ rất là thoải mái, được tiểu bang hỗ trợ với liên bang. Chứ không phải là của chính phủ không, mà là mỗi một công dân Mỹ đó là họ, tất cả ở trên nước Mỹ đó là họ được hỗ trợ hai phía, một phía là bên tiểu bang, một phía là ở bên bên liên bang. Còn những cái nước mà như châu Âu đồ, mấy cái nước Việt Nam đồ thì thường thường người ta chỉ có hỗ trợ được từ ở chính phủ trung ương mà thôi. Đó, còn ở bên Mỹ đó thì được hỗ trợ, người ta lãnh tiền đó. Tiền hỗ trợ đó là lãnh từ hai phía, lãnh từ ở liên bang, lãnh từ ở tiểu bang. Đó thì trả lời cho bạn đó là mình được hỗ trợ, mình được chính phủ Mỹ hỗ trợ, mà không phải riêng bản thân mình, mà tất cả mọi thành viên trong gia đình, vợ chồng con cái, nếu mà ai mà thất nghiệp á, là đều được chính phủ giúp đỡ. Đó thì ở bên Mỹ là một cái, như mình thường nói đó, ở bên Mỹ nó là một cái thiên đường. Nếu mà những bạn nào mà cần sự giúp đỡ đó, các bạn lên tiếng thì các bạn sẽ được giúp đỡ. Chứ nhiều người người ta kém hiểu biết quá, người ta nói ở bên Mỹ khổ sở đâu này nọ, các bạn biết không? Mình nói thiệt với các bạn chứ, không có nơi nào mà sống mà sướng bằng nước Mỹ hết đó. Mình hứa chắc với các bạn điều đó luôn. Ok, mình xin chia sẻ với các bạn một vài phút. Mình xin tạm dừng video. Chúc tất cả các bạn có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ, giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại một cái video kế tiếp.